Chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục đi câu cá. Có mình phát hiện cái điểm này cá nó ăn móng ở trong nút cặp 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 trong này, là mình mới khui cái lỗ nha mọi người. Mình câu, mọi người cùng mình theo dõi nha. Mọi người đồng hành đi câu cá với mình nha. Mày ủa con cá gì vậy? Cá gì lâu vô cụ đâu? Ôi kia, con cá rô, con cá rô nè, cá rô chắc giải như cần quá, cần yếu mà gặp con cá rô chà bá lửa luôn. Ôi cá rô nè, thương không? Lộn lộn cái gì vậy? Cái gì vậy? Ồ cá rô, cá rô nó, cá rô nó, cá rô nó ơi. Ui tèo, giỡn tèo, đau tèo. Mày tao đâm vô tay tao. Chê nữa mọi người ơi, trời ơi cá chê nữa, cái cần của tôi đây nè mọi người. Sao cá lóc có gì? Ôi tưởng con cá lóc bao giờ con nó chê nó cũng bay như cá lóc luôn. Rồi nhướng rồi. Rồi sao đây? Lại qua tao, đừng nhướng tao. Ôi cá chê nữa rồi, tưởng con cá lóc bây giờ con cá chê.
Trời nắng nha mọi người. Mày dỗ một cái gì vậy? Rồi rồi, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Rồi dính cỏ nữa, rồi dính cỏ nữa, rồi sẽ đem lên. Trời ơi, mình chạy con rồi dính cỏ mày. Đừng xước con, đừng xước. Trời ơi. Thôi. Ôi, không con cá chê. Cá chê mọi người. Quá mệt rồi. Chào mọi người nha. Mình mệt quá rồi. Thôi mình hẹn mọi người video sau nha. Chào mọi người. Bye bye mọi người.